You have defeated an enemy. Rút lui. Rút lui. Move out. Double kill. Rút lui. Tower is under attack. Rút lui. An enemy has been defeated. Our base tower is under. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Hayate, một chất tướng xạ thủ có khả năng trị tánh cực kỳ là tốt và tự thân vận động cũng tuyệt vời. Hayate thì chưa bao giờ là một xạ thủ yếu cả. Và trong clip này mình cũng sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em về chất tướng Hayate cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Bên cạnh đó phân tích cho anh em lúc nào nên pick hay rất tế và lúc nào đó là hàn chỉ pick. Ok, thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công nhá. Trận đấu này thì mình đối đầu bên kia chiến tuyến là vị tướng Slim. Đầu trận thì hay rất tế sẽ không sợ Slim anh em ạ. Bởi vì chất tướng Slim thì đầu trận rất yếu ấy. Đây, pha này thì solo cứu luôn này, mình vẫn đang còn đó là cái hồi máu, đang còn thánh tơi. Ok, pha này thì chơi luôn này. Và tiền đó là Slim lên bảng điểm số. Nhưng mà khá đáng tiếc khi mà cái chiến công đầu thì dành không dành cho mình, mà dành cho đó là cháu ná và tên bên bàn. Thôi cũng được anh em ạ, ăn được mạng Slim là cũng ổn rồi. Bây giờ tem nick đang ép vào khu vực bồ đỏ của team bên mình. Sau khi rắc team bên mình thì gọi ly đi kéo bua của tem nick mà không thành công ấy và bị lên bảng điểm số. Bây giờ thì team mình cũng lại hỗ trợ nữa 3-3 dành cho hai bên. Đối đầu với Slim thì ở giai đoạn về sau thôi, còn ở giai đoạn đầu thì không đáng ngại anh em ạ, thoải mái luôn á. Hãy giờ tế đi đường rông này thì nếu mà đối đầu với các vị tướng khó chịu như đặc biệt là như kiểu Violet chẳng hạn ấy, còn những kiểu Slim thì chơi thoải mái. Ở trận đấu này thì sau khi tem mình pick Grak thì tem bên bàn pick cháu ná để khắc chế nữa, nên là sẽ Grak sẽ khó chơi hơn ở trận đấu này rất nhiều luôn. An enemy has been defeated. Mục tiêu còn xa, gấp cũng không được. Còn đối với Hayate thì nếu mà tem bên bàn pick cháu ná thì Hayate sẽ hưởng lời hơn. Khi mà không có hiệu ứng khống chế thì mình cũng sẽ dễ gọi là xả ra thương hơn á. Ôi, Grak kéo. Mà cái cỏ con voi anh em ạ, cháu ná nên là khá khó kéo ấy. Bây giờ thì hai bên đang đó là tranh chấp rồng. Và rồng thì đã thuộc về gọi là team bên nick rồi. Và này thì liệu có bắt được hay không? Mình xả đó là chuỗi phi tiêu đẹp này. Hay rồi, ăn được một màng rồi. Giờ đặt kéo chuẩn phát nào. Kéo chuẩn. Ui hai, kéo thì không chuẩn chứ. Một phá ulti và tốc biến đẹp và mình cũng láo đó là bảo phi tiêu vào luôn và ăn được màng của Slim tem bên bàn và hai màng đó là dành cho mình rồi, quả là thơm tho luôn. Được, tôi là những cục kéo thì chưa chuẩn xác, nhưng một pha ulti hút kết hợp thêm với tốc biến nữa, 10 điểm dành cho đó là FP tem bên mình Grak. Nói chung thì không có cháu ná nên là pha đó thì hút thì chắc chắn là sẽ ok, còn có cháu ná thì sẽ hơi khó. Khi mà cháu ná bật chiêu cuối vực hỗn loạn lên thì nó sẽ giải hiệu ứng dành cho đó đông đôi nữa, nên sẽ hơi khó ấy, có cháu ná thì sẽ khó hơn rất là nhiều. Có lẽ là cần những cú kéo chuẩn xác hơn một tí nữa đến từ Grak để tạo ra cái độ khó chịu. Và này thì mình cướp được đó là con đom đóm rồi. Vẫn xả ra thương cháu ná thì mình không sợ nhá. Đây, và này thì xả ra thương của những Grak tem mình thấp máu quá. Và này mình lao vào bảo phi tiêu kết hợp thì thánh tây. Ăn được một người, ăn được hai người.
Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng mất đi cái màn chấm dứt hái đổi hai anh em ạ. Vậy anh em thấy thì cháu nào gây khó chịu dành cháu Grack như thế nào đúng không? Kéo không kéo được mà hụt thì cũng khó. Hụt thì nó đó là bật, đó là cái vực hỗn loạn chiêu cuối lên thì không làm được gì. Mà kéo thì với nội tài của cháu Na thì kéo cũng khó nữa. Nên là chất tưởng cháu Na thì khắc chế đó là Grack hoàn toàn luôn á. Nên là có lẽ là nếu mà cháu Na lên bảng điểm số rồi thì Grack sẽ dễ chơi hơn. Còn đáng có cháu Na thì Grack sẽ khó chơi hơn rất là nhiều. Đó là lối chơi pick tướng theo thiên hướng khắc chế anh em nhé. Bây giờ thì anh em có thể thấy thì tem Bendix tập trung đấy cũng khá là đông. Ui, Flo có tem Đinh Lá đúng, ui, Flo mùa khá là mưa đấy anh em ạ. Và Grack tem mình ulti không có tác dụng luôn. Nhưng mà pha này thì mình ngắn được mạng của Flo rồi. Sử dụng đó là cái chuỗi phi tiêu vào đó là cháu nào của tem bên bàn nữa. Sử dụng luôn cái bảo phi tiêu và double cứu đó là dành cho mình. Quả là ok luôn anh em ạ. Một pha tem địch từ đường tà thần lên gánh nhưng mà không thành công và bị tem mình tiến lên bảng điểm số 3 người. Vậy là quá ổn rồi. Và này đính vào lấy trù nhưng mà rá của tem địch không di chuyển quá đường giữa mà di chuyển lại đẹp lính. Nên là thôi mình sẽ lùi lại một tí nhá. Về phần chiêu thức của vị tướng hai sát tế thì mình sẽ phân tích đó là cụ thể cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất anh em sử dụng cái chuỗi phí tiêu đó là như thế này. Và cái lượng phí tiêu tung giá thì phụ thuộc vào tốc đánh của hai sát tế ở 3 móc 0, 75 và 150% tốc đánh. Thì tương ứng đó là cái lượng phí tiêu tung giá đó là 5, 7 và 9 phí tiêu. Còn chiêu thứ hai của hai sát tế đó là ảnh biến thì anh em lượt theo hướng chỉ định. Và giúp đó là hai giáp tế sẽ tăng sát thương và tăng thêm đó là tốc độ di chuyển. Ok, pha này thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối bảo phí tiêu này. Ui ăn được ăn được mang xạ thủ tém địch nhưng mà cuối cùng mình cũng phải lên bảng điểm số. Tình huống đó thì sơ lính của tém địch đang có lo xó cỡ khí ấy, nên là mình sử dụng bảo phí tiêu thì nó sử dụng cái lo xó cỡ khí để nhảy ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của bảo phí tiêu. Nên là vì thế thì mình phải đó là dịch chuyển lại để có thể là sử dụng chuỗi phí tiêu. Tất nhiên thì một pha trao đổi thì cũng chỉ là hòa hoãn thôi. Có cháu Na chứ không có cháu Na thì mình ngắn hoàn toàn đó là xử lý mở giao đoạn đầu luôn á. Chỉ cần anh em sử dụng cái chuỗi phí tiêu đẹp là ok. Cái bảo phí tiêu thì anh em đó là sử dụng khi sử dụng thì anh em sẽ không sử dụng nút di chuyển nhá. Nếu mà bị khống chế là một này, hai đó là bị tức là anh em sử dụng đủ di chuyển thì sẽ đó là mất cái chiêu của anh em ạ. Elan đó này bảo phí tiêu. Elan đó hơi cớ đồng anh em ạ. Nó vẫn hay quá. Một pha kéo chuẩn đến từ Grack. Đó thấy con một tỷ máu nhưng mà Elan đó thì chất tưởng nó cớ đồng. Nó ra khỏi vùng cái bảo phí tiêu của mình và người lên bảng điểm số là mình. Chứ không phải là Elan đó vào tém bên bàn. Hơn nửa thì pha đó thì sơ lính cùng ở phía sáu xả ra thướng nữa. Mình mà ăn được đó là vị trí của Elan đó thì cũng bị sơ lính xả lên bảng điểm xấu. Elan đó thì mạnh ở giai đoạn đầu thôi, còn giai đoạn về sáu thì cũng không đáng ngại. Xứ nữa mình lên được đó là cái rìu thì sẽ đó là dễ đánh hơn rất là nhiều. Thì trận hiện tại thì hai bên thì cũng đang hòa hoãn với nhau thôi, kể cả về lượng trụ và lượng mạng hạ gục. Về chất tưởng thì tém bên mình cũng ổn nhưng mà tém bên địch thì cũng khỏe nhá. Giai đoạn về sau thì tém địch cũng rất là khỏe ấy. Hiện tại bây giờ thì Flo tầm này thì nói chung Flo nó bịt múa thì khắc chế hoàn toàn lử bố. Nó lử bố túi là cùng tăng sức mạnh thực sự ấy. Nhưng mà gặp Flo bịt chơi thì gần như lử bố không có cơ hội anh em ạ. Mình cầm hai tất tế nên là cũng phần nào đó là không sợ đó là Flo cháu làm nhưng mà đừng có để Flo khắc cái chơi một nhá. Và nó nếu mà đang ui ra tay bên bạn mình bật thánh tẩy này, này thì ra này, này thì bắt mình này, chơi đuổi theo luôn này, chạy đâu, sử dụng bảo phi tiêu, sử dụng đó là ảnh biến. Nhưng vẫn chưa đủ tầm và chưa đủ sát thương anh em ạ. Tiếc thế nhá, rồi vừa lo tí nữa có tay bên bạn đuổi theo mình rồi. Nhưng mà mình cũng lùi về gọi là trong trụ một cách an toàn. Trận đấu này đội hình của tay bên bạn hơi bị khắc chế đội hình của tay bên mình luôn này. Một cú kéo chuẩn xác, một cú hụt đến từ đó là vị trí của Grack. Nhưng mà anh em thấy thì cháu Na nó khắc chế Grack rất tốt. Cô ló có tay bên bàn múa cho lử bố tém mình gọi là con một máu lui về luôn. Sự thì đội hình của tém bên bàn cũng hơi bị khó chịu luôn.
Đối với hai giáp tế là một vị tướng có đám chuẩn. Ui, của nó, ui mùa hay thế, ui mùa hay thế. Hai nhịp đó là mình bay mau luôn anh em ạ. Quá là khó chịu đến từ lo tí nố của tem bên bạn. Lao reo tem mình bật đài phản xét lên. Cháo ná của tem đi cùng bật vượt hồn loạn lên. Nhưng mà cuối cùng thì không chạy được. Lao reo tem mình còn một tí máu. Elando của tem bên bàn thì cùng bị Lữ Bố và Rioma tem mình tiến lên bảng điểm số. Slim của tem bên bàn thì đáng đầy lẻ. Khá là căng dành cho hai bên. Bây giờ thì mình có đó là cái rưu làm chầm rồi thì cũng ổn phần nào. Rồi, Flaw của tem bên bàn. Ui, Grak mà kéo Flaw là hơi toáng đấy đấy. Cái này mình sẽ lên hỗ trợ này, lo Tino này. Bắt luôn, kéo trùng phật là lên bảng điểm số luôn ấy. Ui, không được rồi. Chứ đủ tầm anh em ạ. Bây giờ thì sẽ cướp luôn đó là con búa sánh của rừng tem bên bàn nhá. Trận đấu này thì nói chung chỉ ngài đó là Slim ở giai đoạn V6 một tí á. Bởi vì Slim thì ở giai đoạn V6 kể cả trong combat tổng hay là tạo được đột biến cũng rất tốt. Ok, pha này thì một cú kéo, một cú hút chuẩn xác. Ra của tem địch tả súng hù đột nhưng mà khá là thấp máu. Mình đuổi theo ra luôn và tiện ra lên bảng điểm số. Với chất tưởng ra thì chỉ cần không sốc đám được và là mình quay trở lại xả thật thương liên á. Ok. Lao reo tem mình đang mùa nhưng mà không biết có mùa nổi hay không. Thôi bắt tạm ông voi này cũng được. Này thì voi này. Voi thì mình khắc chế hoàn toàn. Này thì Slim mình đang còn chiếu cuối này. Chiếu cuối kết hợp thánh tẩy này. Áo nhảy hai người này. Lolotino tem địch đây. Lolotino này. Ôi chạy ngay. Mình cũng phải chạy nhá. Chứ Flo mà nó hôi chiêu cuối nó lại tiếp cận. Nó tung hóa mình phạt là lên bảng điểm số luôn á. Lao reo tem mình thò 7 món. Ao nhây. Cũng khá là ổn rồi anh em ạ. Thì trận bây giờ thì nói chung hai bên thì cũng hòa hoãn rồi. Mình thì cũng khá là sánh sáo. Nhưng mà quan trọng nhất đó là vẫn là tím thôi. Trận đấu này nếu mà mình xả được sát thương thì ổn, còn mình mà không xả được sát thương thì hơi bị khó bắt tướng địch luôn. Bởi vì Flo cũng trấu bo, cháu ná cũng can quẻ tốt nữa và khắc chế tốt. Rồi, Grak tem mình thì khá là thấp máu. Và này thì Elandor của tem địch lại xả thương vào mình, nhưng mà Elandor thì người lên bảng điểm số. Cháu ná của tem địch thì cũng khá là thấp máu. Và này thì chắc là mình sẽ lùi lại một tí nhá. Lao cơ khí của Slim thì không gì. Ui lo. Ui Flo. Ui xong rồi. Nó lao lại. Nó nhặt hóa ăn được cái mạng chấm dứt của mình rồi. Nhanh như một cơn gió. Flo của tem địch biệt chơi đấy. Hơi căng. Flo của tem địch 9700 vàng và 82. Lên đồ theo thiên hướng phun tánh. Có thương khung kiếm nữa. Cũng khá là khó chịu. Tầm này Flo thì có lẽ là nó chỉ sờ mình và lao reo thôi. Còn các chất tướng như kiểu Lữ Bố ấy, ui riêu má đi. Tầm này thì nó bắn trù nó chơi luôn ấy. Rồi Grak của tem mình kéo hơi bị ao. Một phá kéo trượt không thể tưởng tượng nổi. Lữ Bố vơ cơ kéo. Ha ha, ngon. Đấy, cũng có lúc trật nhưng mà cũng có lúc trúng nhưng mà không được anh em ạ, tem đi cùng lùi về được rồi. Thôi mình dính lao cơ khí lùi lại thôi. Ui lùi lại anh em ơi. Xong rồi, lao reo tem mình hơi ảo tưởng sức mạnh rồi. Tem mình địch 3 người luôn mà. Trong khi đó thì thể lĩnh đó là hai đường đang đó là rất chi là cáo ấy. Cáo so với team bên địch thật và thấp so với team bên mình. Dở bắt Flo. Đúng rồi, phát đầu bắt Flo và cháu ná là dở đấy đấy. Đây, bắt Elandor thì được này. Đây, Elandor chảy đâu bạn ơi. Ba bắt một thì không chột thì cũng que. Flo nó có khả năng miễn nhiễm ấy, nên là sẽ khó bắt chứ không phải là dễ anh em ạ. Mình phải sử dụng cái chuỗi phí tiêu đẹp kìa. Còn tầm này như kiểu Lữ Bố hay là Rio Má thì xỉa Flo không mất máu luôn á. Flo bị chơi đây. Rồi bây giờ thì đang ở thế thủ đây anh em ạ. Vẫn đang gọi là tích cực thủ các kiểu.
14 phút 20 giây đã trôi qua rồi. Trận đấu thì cũng đang khá là cắn kèo. Bây giờ thì chắc là chờ con ta thân. Nói chung chỉ cần đó là Grab Timing kéo được một tàu được đột biến là được. Và đặc biệt là kéo vào những kiểu sơ lính chẳng hạn thì sẽ ok nhất. Bây giờ mình có giáp hồ mạnh rồi thì mình sẽ tự tin hơn này. Không sợ gọi là tướng địch gọi là sóc đám các kiểu nữa. Ví dụ ra zone còn bó hoặc là Flo lao vào thì mình vẫn đáng con là giáp hồ mạnh. Tầm khoảng hơn 300 vàng nữa đó là lấy được cái liềm đoạt mạnh thì sẽ đó là dễ dàng đánh hơn. Có giáp hồ mạnh, có liềm đoạt mạnh thì thoải mái chơi luôn đấy. Chỉ cần một cú kéo chuẩn xác đến từ Grab hoặc là kéo hay rồi. Nhưng mà anh em thấy thì Slim Tem địch sử dụng lo so cơ khí và láo đó là vây được. Còn người lên bảng điểm số là mình Tem mình chứ không phải đó là Slim hay là cháu nào của Tem bên bàn. Flo của Tem bên bàn thì đang đẩy đó là đường phía trên này, đang bị ép khá là gạt anh em ạ. Hơi căng hơi căng. Kéo thì cũng chuẩn đấy đó, nhưng mà Tem bên bàn có cháu nào nên là sẽ khó chơi hơn. Pha này kéo hay nè, đúng thì cũng có lúc trật, có lúc trùng đúng không anh em? Đây, pha này bảo vì tiêu Slim nữa này. Anh em thấy thì thấy Slim nhảy cái lo so cơ khí phạt là mình sử dụng luôn cái bảo vì tiêu. Bởi vì khi đó thì Slim đó là không còn, đó là chiêu thức để chạy nữa. Bảo vì tiêu kết hợp thánh tẩy luôn nhá, để tránh trường hợp nó sử dụng cái láo cơ khí làm choáng ấy. Rồi, bây giờ thì có giáo tránh, mình đứng ở góc này để xả ra thương anh em ạ. Này thì cháu ná đi, cháu ná đi. Chạy đâu bạn ạ, ủi mình khá là thấp máu, mình khá là thấp máu, vẫn xả ra sát thương và siêu việc dành cho mình. Mất giả phô manh, bán lên liêm đặt manh và vẫn lui về được. Thì đó là lý do vì sao mình nói cho anh em, đó là lên được. Đó là cái giả phô manh thì mình sẽ tự tin hơn nhá. Có giả phô manh, có liêm đặt manh sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều. Trần này hay rất tên lo được. Trần này pick hay rất tế đấy, còn pick vì tưởng sao thủ khảo thì sẽ hơi khó chơi á. Tấn công trụ. Bởi vì phơ ló với rá nó bắn vào hay ra tê thì cơ đồng hơn. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những gì? Đầu tiên thì sẽ lấy dây dấu mục, đó là tăng tốc đánh. Thứ hai thì kiếm phơ nía đánh theo phần trăm máu. Thứ ba thì vụt cũng tan tốc đánh chỉ mang. Thứ tư thì sẽ lấy một món đồ trần phái làm chậm khống chế tốt hơn, đó là cái rìu Hyoga. Thứ năm thì sẽ lên thành kiểm trí mang và cuối cùng giáp hồ mình để đảm bảo an toàn, đó là build đồ mình sử dụng dành cho hai gia tế. Và hai gia tế là một vị tướng có sát thương chuẩn nhá, 66 lần công kích, tức là 6 phi tiêu vào trúng đó là mục tiêu ấy, thì giúp anh em kích hoạt đám chuẩn. Và đám chuẩn thì ăn vào máu trực tiếp của đối phương, không ảnh hưởng bởi đó là lập giáp hay là giáp ảo, vì thế thì trí tánh cực kỳ là tốt. Và này mình sẽ láo vào bảo phi tiêu này, một người hai người khá là thấp máu rồi. Chuỗi phi tiêu này mình vẫn đang còn nội tài của Liêm đợt mình nhá. Lau reo tem mình thì cũng khá là thấp máu rồi. Pha này thì hai người đều thấp máu cả. Chắc là biến về thôi. Lao cơ khí của Slim mình né được cú lao cơ khí. Slim đang ở bên bùi bên kia đấy. Slim. Hay quá, lau reo tem mình hay nhá. Bật cái đài phản xét lên phạt Slim lên bảng điểm số rồi. Lữ bố khen hay, Rio mà khen hay mà công nhận pha đầu hay đấy. Bắt nhưng mà không thành công anh em ạ. Và cuối cùng thì lời thế bây giờ đang dành cho team bên mình. Và bây giờ mình sẽ trả đó là cho đồng đội về Anta thân xê giá nhé. Tầm này Anta thân xê giá là hợp lý này. Phù hiệu thì mình sẽ sử dụng phù hiệu tính lính để giúp đó là gây thêm sát thương. Còn về bảng ngọc thì 26% tóc đánh thôi. Ngọc đỏ tóc đánh chỉ mang, ngọc tím tóc đánh tóc chay. Và ngọc xanh đó là cống vật lý và xuyên giáp. Đó là trang bị bảng ngọc, phù hiệu và cách chơi của hai gia tế. Và này thì bảo phí tiêu luôn này. Phở ló tem địch lao vào thì chắc chắn là nộp mạng rồi. Tầm này thì 1 cân 5 làm sao cấn được. Phở ló ấy, hay thì hay thật đấy. Nhưng mà làm sao cấn được. Con cháu nà thì trấu thì gặp mình thì tắt điện rồi. Cháu nà trấu. Nói chung các vị tướng trấu bo thì hai gia tế sẽ không sợ. Hai gia tế chỉ sợ các vị tướng sốc đám là 1, thứ hai cấu rìa là 2. Còn các vị tướng trấu bo thì hai gia tế trên cơ hoàn toàn luôn á. Bây giờ thì chắc chắn là tổng tấn công và kết thúc trận đấu luôn thôi. Với lợi thế quá là lớn, với lợi thế hơn người, với lợi thế có ta thân xế giá, mình sẽ sử dụng bảo phi tiêu vào này. Ra tem đi khá là thấp máu rồi. Và trận đấu thì chắc chắn sẽ kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye. Chúc anh em luôn vui vẻ và làm rank thật là thành công.